người vừa khỏi Covid-19 có thể bị tổn thương tim nếu làm điều này. Có những biện pháp hữu ích để áp dụng khi nhiễm Covid-19 như nghỉ ngơi, uống nhiều nước. Nhưng nếu người bệnh muốn tăng thêm sức mạnh để đẩy nhanh tiến độ hồi phục, đừng cố tập thể dục. Chuyên gia dinh dưỡng người Anh Eli Burby khuyến cáo, tập thể dục là hoạt động tốt nhất cho sức khỏe, có khả năng cắt giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, từ bệnh tim đến tiểu đường. Tuy nhiên, riêng đối với người nhiễm COVID-19, điều tốt này có thể trở nên có hại. Chuyên gia cho biết, nhiều vận động viên nhiễm COVID-19 không có triệu chứng đã bị tổn thương tim vài tuần sau khi khỏi bệnh. Nguyên nhân là do phản ứng của hệ miễn dịch với COVID đang cao, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm cao trong cơ thể. Cố tập thể dục cũng làm tăng tình trạng viêm và có thể làm tăng nguy cơ làm tổn thương mô tim hoặc cơ sau khi nhiễm COVID-19. Điều này có thể gây ra tổn thương lâu dài đến các hệ thống cơ quan khác nhau bao gồm phổi, tim, mạch máu, não, gan, thận hoặc ruột. Nếu cảm thấy những điều này khi tập thể dục, cần dừng lại và chờ thêm thời gian. Các dấu hiệu bao gồm không thể thở bình thường, có thể cảm thấy đau hoặc khó chịu, đau cơ, cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Khi người bệnh cảm thấy mình đã hồi phục hoàn toàn sau Covid thì có thể tập luyện trở lại hàng ngày. Nhớ theo dõi kênh để cập nhật tin tức nóng nhất trong ngày. Mọi thứ đã sẵn sàng cho phiên biển xuyên Tết ở Hoàng Sa. Người dân Đặng Văn Cường, chủ tàu QNR 91374TS cùng anh em bạn biển ra khơi và sẽ đón Tết ngay trên biển Hoàng Sa. Dự tính tàu sẽ trở về bờ sau ngày mùng 10 Tết, ngược Tết ra Hoàng Sa bám biển. Rất nhiều ngư dân ở Quảng Ngãi đang bắt đầu một cuộc hành trình vượt biển xuyên Tết. Không chỉ là mưu sinh, cuộc vượt biển và đón Tết nơi ngư trường Hoàng Sa Trường Sa còn thể hiện trách nhiệm của ngư dân trước chủ quyền biển đảo. Hoàng Sa Trường Sa không thể một ngày vắng bóng những con tàu mang theo cờ đỏ sao vàng, những cuộc bốt sóng giữa biển Đông vốn đã truyền đối từ nhiều đời.